Bất động sản Tiền Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đang đứng ở chỗ mặt hồ lấp lánh này, gọi là hồ Suối Giao này. À quên, hồ Sông Giai này. Vừa nãy đi từ hồ Suối Giao sang quên mất. Cái này là hồ Sông Giai. Và chỗ đây trước mặt quý vị đây là cái đường vành đai hồ Sông Giai đã làm. Đang làm. Đang nu nền lại. Thì chúng tôi đang đứng ở đây là cái đường, chỗ này là xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỗ xa xa kia có một cái nhà biệt thự. Nhà biệt thự view hồ, nhà này view đẹp lắm. Đấy, bây giờ là cái đường đường của hồ Sông Giai đi làm đến đây rồi. Thì ở phía dưới đây là cái đường vành đai. Ở đây nó đang bị vướng cái hòn đảo chứ còn thực ra là chỗ đấy vẫn là hồ Sông Giai bình thường. Cái đường nó chạy uốn lượn này là sẽ chạy hết vành đai hồ Sông Giai bên huyện Xuyên Mộc. Gọi là đường vành đai bảo vệ hồ Sông Giai. Đây có xe máy cuốc này đang tác nghiệp, đang sửa chữa. Thì chúng tôi có một cái lô đất ở cái chỗ đám cỏ khô để bán nha quý vị. Đó. Chiều dài mặt hồ được khoảng 60 m, hơn 60 m. Lô đất đây bắt đầu từ cái ranh, bắt đầu từ cái lối mòn này đi lên đến chạm cái đám tiêu kia. Đấy, đây là vành đai và chỗ này là người ta làm cái, sau này sẽ làm cái đường mương thoát nước, xây bờ kè hai bên để bảo vệ cái đường vành đai hồ Sông Giai này. Thì lô đất này diện tích là 4 sào 557, chủ thì có 4 sào 6 nhưng soi kỹ sổ là 4 sào 557. Đường mặt tiền hồ Sông Giai được khoảng 60 m, hơn 60 m. Đến đây dành cái vườn tiêu này nhé, có một cái suối này. Có một cái suối này thì là chia ranh của cái lô bên bên cái chỗ cái cây bông này là vườn tiêu, nhưng bây giờ tiêu chết hết rồi, toàn trơ ra tận cây. À mé bên này tiêu vẫn còn này. Đấy, còn đây là mặt hồ nha quý vị, mặt hồ. Chỗ này có một cái hòn đảo nhỏ 13 hecta, tỉnh vẫn đang cho đấu thầu để cho thuê đấy, nhưng mà không biết là nếu mà làm thì làm du lịch hay làm gì. Phía xa xa đây là đập Hòa Hưng nha quý vị. Đó, cái chỗ đường thẳng này là đập Hòa Hưng này, đập bê tông này. Ở đấy có cái nhà máy thủy điện nhỏ của Hòa Hưng để điều tiết cái nước Sông Giai này, nước hồ Sông Giai này. Nước hồ Sông Giai này đang xả để cạn hơn để làm cái đường vành đai này nhé quý vị. Đường vành đai làm rất là đẹp. Sau này sau khi nu nền xong thì họ sẽ làm hoàn thiện xây bờ kè hai bên. Thì lô đất của mình là trực diện để view cái hồ này. Đấy, view sang bên hồ Sông Giai này. Rất là thoáng mát đẹp. À quên, lô đất này chủ đang giao bán với cái giá là 900 triệu của thương lượng bớt giấy tờ nha. Thì quý vị nào mà quan tâm một lô đất nhỏ này 9436 9545 là khoảng 4 tỷ, hơn 4 tỷ, 4 tỷ mốt gì đó. Sơ khoảng vậy. Thì quý vị nào mà quan tâm ấy thì có thể đi xem, hoặc chúng tôi sẽ gửi vị trí Google Map, gửi sổ cho quý vị. Về cơ bản là đất này ra mặt đường rồi. Ngày trước cái lô đất này chỉ có đi đường mòn này. Đường mòn đi bộ đấy. Nhưng mà giờ thì họ ra đường đấy rồi, ra đường vành đai rồi. Đây xe cuốc người ta đang làm, đang sửa chữa. Thì thông tin sơ bộ lại đây, chúng tôi có 5-6 miếng mặt hồ ở xã Hòa Hưng này luôn, từ diện tích nhỏ đến diện tích lớn. Miếng này thì nhỏ này, có miếng 2 sào thì chúng tôi bán mất rồi. Miếng này là 4 sào 6 này. Ở đằng đầu đằng kia có một miếng 7 sào 6. Trên này có miếng 2 sào 2 hec 7, phía đằng kia có miếng 9 sào 8 và một miếng 1 hec 25. Đó, sơ bộ thông tin cho quý vị là như vậy. Đó, đây là mặt hồ nha quý vị. Đấy, chỗ xe cuốc với lại cái xe tải ấy, đỗ ấy, là cái lô đất. Thì nhìn thẳng ra mặt hồ luôn. Trời đang khá năng nắng khá to. Thì thông tin sơ bộ là như vậy. Quý vị nào mà quan tâm đến đất mặt hồ Sông Giai và quan tâm đến đất nghỉ dưỡng, kể cả mua để đầu tư vẫn còn rất tốt nha quý vị. Đường mà làm hoàn thiện thì giá trị lô đất nó còn tăng. Đặc biệt là với cái số tiền mà vừa phải thì quý vị sẽ có một nơi nghỉ dưỡng khá là tuyệt vời. Mặt hồ là cũng hiếm. Các cái hồ khác như là hồ Đá Đen, hồ Đá Bàng, hồ Suối Môn, hồ Lỗ các thứ họ đều bán 1,5 tỷ, 1,7 tỷ một sào hết rồi. Thì quý vị nào mà còn quan tâm đến mặt hồ giá rẻ thì alo chúng tôi còn ở bên Bảo Lâm nữa.
Bảo Lâm và cũng khoảng 5-7 lô với lại ở trên bên Cẩm Mỹ Đồng Nai, cũng mặt hồ Sông Dây. Còn rất nhiều lô nha quý vị. Ở đây có nhà dân ở này, trước mặt quý vị. Đó, nhà dân ở đấy, bây giờ ra mặt hồ luôn, rất đẹp. View hai phía luôn. Thì thông tin sơ bộ như vậy, quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi hoặc để lại số điện thoại chúng tôi sẽ tư vấn. Lựa chọn cái sản phẩm phù hợp với tài chính và với diện tích mà quý vị yêu cầu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video, và nếu được thì quý vị bấm đăng ký kênh thì sẽ cập nhật được các cái thông tin về bất động sản ở Bà Rịa Vũng Tàu, vì chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm đủ các cái loại, đủ các cái chủng loại luôn, từ nhà vườn, nhà phố, mặt đường, mặt hồ, rồi biệt thự, rồi nhà nghỉ dưỡng, rồi mặt biển, rồi các thứ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.